Xin chào tất cả các bạn. Đoạn video sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn kỹ thuật cắt surface trong phần mềm Scale, tức là phần mềm Google Engineer cũ trước đây. Thì về mặt ý tưởng cũng tương tự như các video trước tôi đã quay cho phần mềm CATIA và SolidWorks. Thì chúng ta sẽ vận dụng các ý tưởng trước đó vào cái phần mềm Scale này để chúng ta hiểu được cái kỹ thuật cắt surface trong Scale. Thì tôi sẽ sử dụng cái phiên bản Scale 2.0. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi động phần mềm Scale. Đây là phần giao diện của phần mềm Scale phiên bản 2.0 và chúng ta sẽ mở cái file mẫu ví dụ. Và cái file mẫu ví dụ của chúng ta là có dạng do step và chúng ta sẽ mở nó lên. Thì đây là cái mẫu ví dụ như các video lần trước tôi đã quay cho SolidWorks và CATIA. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu này để làm cái ví dụ sử dụng các công cụ cắt bằng surface trong Scale. Thì tôi xin nhắc lại một chút về cái yêu cầu. Thì đây chính là cái file gốc, tức là cái mô hình lúc nãy ta mới vừa mở. Thì đây là cái file gốc mà chúng ta nhận được. Chúng ta chú ý vào cái vùng này, tức là đây cái hốc là bị cắt xuống và các mặt đều thẳng góc, không có bị nghiêng. Và cái đề bài yêu cầu là chúng ta sẽ vát nghiêng cái đoạn cong chỗ này một góc nghiêng là 7 độ, nhưng vẫn đảm bảo hai cái mặt bên hông này vẫn ở trạng thái thẳng đứng, không bị nghiêng. Tôi xin nhắc lại đề bài yêu cầu là chúng ta sẽ vát một cái bề mặt nghiêng như thế này. Bề mặt nghiêng cong này với một góc là 7 độ và vẫn đảm bảo hai cái bề mặt cong hai bên là thẳng đứng một góc 90 độ, không có bị nghiêng. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái yêu cầu. Đây là cái hình ảnh của cái file gốc mà chúng ta nhận được và chúng ta xem cái yêu cầu. Đây là cái file yêu cầu và kết quả chúng ta phải vát được một cái bề mặt nghiêng như thế này, là chỉ có cái đoạn cong bán kính EG5 này và cái đoạn cong này và cái đoạn cong bán kính EG5 này nghiêng một góc là 7 độ, nhưng hai mặt bên này vẫn đảm bảo là thẳng đứng, không bị nghiêng. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái sản phẩm ban đầu của chúng ta, chính là sản phẩm này. Tức là ba cái bề mặt này nó vẫn ở trạng thái thẳng đứng, chưa bị vắt nghiêng. Và từ một cái sản phẩm import như thế này, chỉ có một cái lịch sử của cái cây, chỉ có lịch của một cái file như thế này, và làm sao chúng ta xử lý để tạo ra được như cái yêu cầu là phải vắt nghiêng ba cái bề mặt này nghiêng một góc
7 độ và vẫn đảm bảo hai mặt bên này là ở trạng thái thẳng đứng. Đây, chúng ta sẽ nhìn từ mặt trước của sản phẩm là đúng như cái file mà ta đã nhận được, là toàn bộ cái hốc này đang ở trạng thái thẳng đứng, và nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ làm sao sẽ vát nghiêng ba cái đoạn cung này nghiêng một góc 7 độ nhưng vẫn đảm bảo hai cái mặt bên này vẫn ở trạng thái thẳng đứng như thế này. Và sau đây tôi sẽ trình bày cụ thể chi tiết từng bước sử dụng các công cụ trong Scale để tạo các surface và để cắt ba cái mặt cong này nghiêng một góc 7 độ theo đúng như yêu cầu của bản vẽ. Thì cũng như ý tưởng lần trước cho video của Katia và video của SolidWorks, thì chúng ta trước tiên chúng ta cũng phục hồi cái hốc này trước khi cắt. Sau đó chúng ta sẽ tạo các mặt và sử dụng các mặt này để cắt cái khối solid này để tạo ra một cái hốc có ba cái mặt nghiêng như yêu cầu của đề bài. Và đối với Scale, khi chúng ta import cái file step này vô thì chúng ta chưa có ba cái mặt phẳng chuẩn, do đó chúng ta phải tạo cái ba mặt phẳng chuẩn này bằng cách là sử dụng công cụ Blend này. Chúng ta sẽ trình diễn. Nhưng khi chúng ta import lên thì chúng ta sẽ có một góc tạo độ như thế này, và chúng ta sẽ sử dụng công cụ Blend để tạo ba mặt phẳng dựa vào góc tạo độ này. Chúng ta sử dụng công cụ Blend. Sau đó chúng ta sẽ chọn góc tạo độ này. Và ở đây ở trạng thái là X thì tương ứng với cái phương này ta tạo được một mặt phẳng. Tương tự, ta chọn góc tọa độ và ta sẽ chọn phương y để tạo cái mặt phẳng này. Tương tự, ta lại tạo thêm mặt phẳng cho phương z. Ok, như vậy là ta đã tạo được ba mặt phẳng chuẩn như thế này. Và bây giờ ta tạm thời ta ẩn cái hệ trục tọa độ này đi, chúng ta chỉ quan tâm vào ba mặt phẳng. Thì đầu tiên chúng ta phải tạo các mặt bằng cách sử dụng các biên dạng của cái hốc này. Ta sẽ chọn công cụ Extrude. Sau đó ta chọn chức năng là Extrude Surface. Và ta chọn chế độ là đùng đối xứng của hai bên, ta nhập cái khoảng cách là 100. Sau đó ta sẽ xác định mặt phẳng sketch là chính là mặt phẳng chính giữa này. Và ta sẽ sử dụng công cụ Z này để chúng ta copy lại cái biên dạng chính giữa này bằng cách là chúng ta chọn cái đoạn cung tròn này, thì chúng ta sẽ có được cái đoạn cong này, cái đoạn thẳng này. Và sau đó chúng ta sẽ kéo dài nó ra bằng cách là chúng ta vẽ những cái line như thế này, và ta sẽ sử dụng công cụ Corner để chúng ta kéo cái đoạn này ra. Và chúng ta bấm vào OK để kết thúc sketch. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái bề mặt nghiêng này. Tương tự, chúng ta sẽ tạo hai cái mặt nghiêng hai bên hông này bằng cách là chúng ta sẽ tạo một công cụ Blend bằng cách offset từ cái mặt phẳng này lên cái độ cao là 30, ta nhập vào khoảng cách 30.
Ta bấm OK. Và ta sẽ vẽ, ta sẽ tạo một cái mặt X chút trên cái mặt phẳng này. Ta chọn X chút, chọn Surface. Và ta sẽ nhập cái khoảng cách là 100 chẳng hạn. Sau đó ta sẽ xác định mặt phẳng vẽ sketch chính là mặt phẳng ở trên này. Mặt phẳng DT4. Ta chọn sketch. Và để dễ dàng sử dụng các biên dạng có sẵn, ta tạm thời ẩn cái mặt X chút này đi. Là các bạn, ta sẽ tạm thời ẩn cái mặt X chút này đi. Trước khi làm X chút mới, ta tạm thời ẩn cái mặt X chút này đi. Để cho dễ sử dụng, để dễ chụp lại các bạn. Ta bấm nút phải chuột tại đây và ta chọn 2. Để ta ẩn mặt X chút này đi. Và ta sẽ thực hiện lại cái thao tác tạo mặt X chút. Sau ta sẽ chụp lại cái biên dạng cong này bằng cách sử dụng công cụ Google Sketch. Ta sẽ chụp lại cái biên dạng này. Sau đó ta sẽ vẽ thêm một cái đoạn cung tròn giống như là góc thoát dao vậy. Ta sẽ vẽ một cái cung tròn tiếp tiến với cái cung tròn này giống như một góc thoát dao vậy. Tôi xin nhắc lại các bạn, ý tưởng hoàn toàn giống nhau. Giống như là các video của SolidWorks và CATIA. Chỉ có một ý tưởng nhưng chúng ta sử dụng ba phần mềm khác nhau, ứng với các công cụ tương ứng của các phần mềm. Ta sẽ vẽ một cái cung tròn. Tiếp tiến với cái cung tròn này. Và ta chỉnh cái cung tròn sao cho nó cái hiện chữ T lên, tức là tiếp biến với cái đoạn cung tròn có sẵn. Và ta cứ click trái chuột để chấp nhận. Như vậy có nghĩa là ta tạo được cái cung tròn tiếp tiến. Hiện chữ T lên, ta tiếp biến cung tròn có sẵn và ta sẽ khai báo cái bán kính cho cái cung tròn này là R6. Và cái khoảng cách này là 25. Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ đo khoảng cách từ đây cho đến cái điểm này là 25. Và sau đó chúng ta sẽ kéo dài cái cung tròn, cái đầu còn lại của cung tròn này bằng cách là chúng ta sẽ vẽ thêm một cái đoạn line. Và ta sẽ sử dụng công cụ corner này để ta kéo dài cái cung tròn này đến cái đoạn thẳng line này. Ta xóa đi. Và ta sẽ đo cái khoảng cách này là 17. Sau khi ta vẽ xong và ta sẽ bấm vào nút OK để thoát khỏi sketch. Và ta sẽ thay đổi cái hướng ít chút như thế này. Và ta sẽ khai báo cái khoảng cách này nhỏ lại là ví dụ như 50 chẳng hạn. Như vậy tương đối là 50, như vậy là OK. Và ta chấp nhận, ta bấm OK. Tương tự. Ta có thể ở trước tại bước này ta có thể đối xứng cái mặt ít chút này qua đây cũng được. Nhưng để đảm bảo độ chính xác, ta có thể vẽ ít chút mới lại. Nhưng ở đây tôi sẽ làm nhanh bằng cách là đối xứng cái mặt ít chút này qua bên đây. Chọn mặt ít chút, sau đó chọn chức năng là mirror. Sau ta chọn mặt phẳng đối xứng. Thì lập tức ta tạo được một mặt ít chút đối xứng qua như thế này.
Và bây giờ ta mở mặt X hồi nãy bị ẩn lên, và ta có được mặt X ở mặt đá như thế này. Tương tự ta sẽ tạo một cái mặt switch chỗ này nghiêng 7 độ. Bằng cách là ta sẽ vẽ sketch một cái đoạn nghiêng 7 độ. Ta chọn sketch. Và ta chọn mặt phẳng này để làm mặt phẳng vẽ sketch. Và ta sẽ sử dụng cái tham chiếu. Ta sẽ sử dụng chức năng Gaussian là chức năng tham chiếu. Ta sẽ tham chiếu cái điểm chính giữa này. Làm điểm tham chiếu để ta vẽ cái đoạn thẳng nghiêng 7 độ đi qua cái điểm này. Ta cũng sử dụng tham chiếu là các mặt trên này và cái mặt dưới này. Để ta sẽ vẽ một cái đoạn thẳng nghiêng 7 độ nó. Dính từ điểm này đi xuống cái đến điểm này. Và ta sẽ condense nó vào cái điểm này. Ta dùng chức năng coinciding để ta condense cái đoạn thẳng này vào cái điểm này. Như vậy ta đã condense đấy rồi, và ta sẽ khai báo cái góc nghiêng là 7 độ. Nghiêng so với cái phương thẳng đứng này là 7 độ. Sao ta bấm OK. Như vậy là ta đã tạo được một cái quỹ đạo nghiêng 7 độ. Và công việc còn lại là ta sẽ sử dụng lệnh switch và sử dụng cái cung tròn này để quét. Ta chọn lệnh switch. Chọn switch. Sau đó ta chọn chức năng switch surface. Và tại cái reference này ta chọn reference. Sau đó ở mục chọn quỹ đạo quét, ta sẽ kích chuột vào select item và ta sẽ chọn cái đường line này làm quỹ đạo quét. Sau đó ta sẽ chọn vào biểu tượng sketch để ta vẽ tiết diện quét. Và bây giờ ta sẽ chụp lại cái đoạn cong này. Ta sẽ sử dụng Google Sketch và ta chọn cái đoạn cong này thì nó sẽ chiếu lên đây. Sau đó bạn sẽ vẽ một cái vòng tròn đồng tâm với cái cung tròn này. Ta sử dụng tiếp cái cung tròn này làm quỹ đạo quét và ta sẽ kéo dài nó ra.
Ta dùng chức năng corner. Trong trường hợp này chúng trong trường hợp này cái thằng Sergio nó không cho cái kéo dài được cái đoạn cong này ra bằng cách vẽ cái line này. Như vậy là nó chức năng nó bị hạn chế so với Catia và SolidWorks. Do đó chúng ta phải xử lý tình huống này bằng cách là vẽ cung tròn trùng với hai đối tượng này. Bởi vì chúng ta chụp lại cái biên dạng này khi sử dụng lệnh switch đồng thời thì khó tạo, do đó chúng ta sẽ vẽ sketch cái đoạn cong này trước trên cái mặt phẳng này bằng cách là chúng ta chọn sketch, sau đó ta chọn mặt phẳng này là mặt phẳng vẽ sketch, sau đó ta chấp nhận mặt phẳng vẽ sketch và ta sẽ chụp lại cái biên dạng này. Như vậy là nó có cái tâm ở đây, do đó ta sẽ sử dụng cái cung tròn để ta vẽ cái tâm của nó. Ta chọn cái cung, ta lệnh lựa chọn circle ở đây và ta chỉ bắt tâm ở đây và ta cho nó trùng với cái đường tròn này. Sau đó ta sẽ xóa đi cái hai cái cung tròn này. Và ta sẽ cắt cái cung tròn này ngắn lại. Ta xóa cái phần dư này đi. Tương tự phó luôn cái đoạn dư này đi. Và ta bấm OK. Như vậy là ta đã tạo được một cái sketch là nó trùng với đường cong này. Và bây giờ ta sẽ sử dụng lệnh switch lại, ta chọn lệnh switch, chọn chức năng surface, sau đó lựa chọn quỹ đạo là cái đoạn line này, sau đó chọn sketch và chúng ta sẽ chụp, ta sẽ chụp lại cái cung tròn này lên. Ta bấm OK. Sau ta bấm nút OK. Như vậy là ta đã tạo được một cái mặt switch nghiêng 7 độ. Đây, ta sẽ nhìn hình chiếu nó lên thế này. Như vậy là cung tròn nó sẽ trùng với lại cái mặt góc của chúng ta. Và ta sẽ trở lại module này và bây giờ ta sẽ sử dụng công cụ gao để ta bo các mặt này lại với nhau. Trong phần mềm Sergio nó không có công cụ bo giữa mặt với nhau mà nó tự động nó tạo ra các mặt nối thành một khối mặt với nhau, đó là ta sẽ sử dụng cái lệnh gao này, ta sẽ bo, sau đó ta sẽ sử dụng chức năng mẹt để ta mẹt nó lại, ta chọn gao. Chức năng là ta sẽ tạo một cái set này.
Ở đây và tại đây ta sẽ chọn mặt tham chiếu nhất là mặt input này. Sau đó ta bấm thêm phím Control để chọn cái mặt thứ hai. Và lập tức tự động nó tạo ra một cái bán kính EG5 như thế này. Ta bấm OK. Tương tự bên đây, ta cũng sử dụng như vậy, ta chọn Raw. Và tại cái khung reference này ta chọn vào chữ select item và ta chọn cái mặt. Chọn mặt cong này. Sau đó ta sẽ bấm thêm phím Control để ta chọn cái mặt extrude bên này. Và lập tức cũng tạo bán kính EG5. Sau đó ta sẽ lần lượt sử dụng công cụ mẹt để ta lần lượt tạo mẹt các đối tượng này lại với nhau. Đầu tiên ta sẽ chọn cái mặt này. Sau đó bấm phím Control chọn cái mặt cong EG5. Sau đó ta chọn vào cái công cụ mẹt. Và ta sẽ điều chỉnh làm sao? Cho cắt lưới, cho các điểm lưới thì nó sẽ nối liền từ mặt này qua mặt này, có nghĩa là ta sẽ tạo được cái liên lạc với cái mặt này với mặt này. Ta bấm nút OK thì ta tạo được mặt này. Tương tự ta sẽ chọn cái mặt cong EG này và bấm phím Control để chọn cái mặt extrude bên này. Sau đó ta chọn vào mẹt. Và ta sẽ điều khiển mũi tên ở chỗ này. Sao cho cái lưới nó được liên lạc giữa hai mặt như này. Ta bấm nút OK. Như vậy là ta đã tạo được một mặt này. Sau đó ta lại mẹt giữa cái mặt mẹt này. Ta chọn cái mặt mặt mẹt này cộng với cái mặt ở cung mặt switch nghiêng 7 độ này bằng cách bấm phím Control. Sau đó lại chọn mẹt. Nói các bạn để đơn giản ta chọn vào cái mẹt một. Các bạn chú ý trên cái lịch sử, cái cây lịch sử ta sẽ chọn mẹt một. Mẹt một này và ta bấm phím Control để ta chọn cái mặt switch. Sau đó ta chọn mẹt. Và ta sẽ chỉnh cái mũi tên làm sao cho nó chạy lưới đều luôn nha. Nó chạy lưới đều từ bên này qua này, ta bấm nút OK. Tiếp tục ta chọn cái mặt mẹt 3. Bây giờ ta có được một trên cái cây lịch sử này ta có cái mặt này là mặt mẹt 3. Do đó ta sẽ chọn cái mặt mẹt 3 này và bấm phím Control. Ta chỉ vào mẹt 2. Sau đó ta sẽ chọn cái công cụ là và ta sẽ chỉnh mũi tên làm sao cho cái lưới nó sẽ chạy đều hết toàn bộ chiều dài bề mặt. Như vậy là như thế này là cái lưới nó sẽ chạy dài toàn bộ bề mặt. Thì ta bấm nút OK. Như vậy là ta đã tạo được một cái mặt như thế này. Ta được mặt mẹt 4. Sau đó ta chọn vào mặt mẹt 4 và ta chọn vào mặt extrude. Sau đó lại chọn mẹt và ta sẽ chỉnh chỉnh cho cái vùng lưới này, lưới trong cái vùng mặt này và lưới trong vùng mặt này thì ta bấm nút OK. Như vậy là ta đã tạo được một cái mặt như thế này. Như vậy cái mặt này chính là hiện bây giờ cái khối mặt này có tên là mặt mẹt 5. Như vậy cái mặt mẹt 5 này chính là cái mặt mà ta sẽ sử dụng nó để ta cắt cái khối solid. Mặt mẹt 5 này giống như là con dao cắt. Nếu như các bạn đã coi đầy đủ các video của CATIA và SolidWorks thì các bạn sẽ nhận xét rằng là đối với phần mềm Scale này để tạo cái mặt này khá phức tạp hơn là sử dụng CATIA hoặc là SolidWorks. Thì đối với trường hợp này, để tạo được một cái mặt này nếu các bạn sử dụng CATIA là các bạn thao tác khá đơn giản, và SolidWorks thì phức tạp hơn tí, nhưng mà đến thằng Scale này thì lại phức tạp hơn nữa. Điều đó cho thấy thằng Scale này mặc dù đã cải tiến rất nhiều nhưng cái khả năng xử lý surface của nó tương đối kém,
đặc biệt là nó không có cái công cụ mà tạo một góc bo giữa hai bề mặt là gờ gạc với nhau, mà nó chỉ tạo ra được một cái góc bo là dạng trung gian. Sau đó chúng ta lại sử dụng hàng loạt các mặt này để chúng ta lần lượt mặt từng cái để mới tạo thành một cái khối mặt như thế này. Như vậy là thằng Segel này, cái công cụ này nó tương đối yếu. Và bây giờ bước tiếp theo là công việc còn lại là chúng ta sẽ phục hồi cái hốc này trước khi bị cắt. Và để dễ dàng, chúng ta tạm thời ẩn cái mặt mẹt năm này đi bằng cách bấm nút phải chọn hai. Ta sẽ ẩn lần lượt ẩn các mặt này. Và bây giờ ta sẽ kéo cái lịch sử trở về cái trạng thái này. Ta sẽ khéo con chó của ta sẽ trở về trạng thái ở ở vị trí này, và ta sẽ sử dụng công cụ Extrude. Ta chọn Solid và ta sẽ chọn chức năng này, Up to Next Surface, và ta chọn mặt phẳng của Sketch chính là mặt phẳng trên này. Và ta sẽ sử dụng công cụ Gaussian, ta chọn chức năng lúp và ta chỉ vào cái mặt này. Thì lập tức ta tạo được một cái biên dạng lên đây. Và ta bấm nút OK. Và ta sẽ thay đổi chiều mũi tên. Thì lập tức nó sẽ tạo. Ta bấm OK. Như vậy tạo được một cái khối như thế này. Và tương tự ta tạm thời ta kéo về cái mũi tên về cuối cùng ở đây để ta kiểm tra. Như vậy là OK, như vậy ta sẽ chuyển lên lại tại cái Extrude 3 này. Rồi ta bắt đầu vẽ một cái công cụ Extrude tiếp. Chọn Extrude và ta chọn chức năng là ta sẽ chọn chức năng là remove material, có nghĩa là cắt extrude. Ta chọn qua chức năng này và ta sẽ chọn chức năng là đối xứng về hai phía, và ta sẽ nhập cái giá trị là 100 để chúng ta cắt về hai phía. Sau đó chúng ta xác định mặt phẳng vẽ sketch bằng cách là chọn mặt phẳng này. Và chúng ta sử dụng công cụ Z để chúng ta chụp lại các biên dạng này. Và chúng ta sẽ vẽ thêm các đường line để tạo thành một cái tiết diện kính. Sau ta bấm nút OK. Và ta bấm nút OK như thế này. Như vậy là ta đã cắt được cái khối solid bị dư lên, và có nghĩa là ta phục hồi lại cái vật liệu trước khi bị cắt. Sau đó là ta sẽ kéo con trỏ này trở về cái trạng thái sau cùng này.
Và công việc cuối cùng còn lại là ta chỉ việc cắt cái khối xy lít này bằng cái mặt này là ta sẽ giải quyết được cái bài toán như đề bài đã yêu cầu. Và để cắt cái khối solid bằng khối sơ phay này, ta ở bên CL nó có công cụ là solid define, là cái công cụ cắt solid bằng sơ phay. Ta sẽ chọn vào cái khối mặt này và ta sẽ chọn vào chức năng solid define. Ta chọn chức năng cắt vật liệu và ta sẽ đổi hướng mũi tên. Sau ta bấm OK. Như vậy là ta đã cắt được cái khối solid như là yêu cầu của đề bài. Chúng ta sẽ kiểm tra là vẫn đảm bảo cái cung tròn góc của chúng ta và nó nghiêng đi xuống 7 độ. Đây. Và chúng ta đã tạo được một cái mặt mặt nghiêng 7 độ như thế này. Và bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta sẽ ẩn hết các mặt phẳng plane đi. Và chúng ta tạm thời ẩn cái đường này đi. Và chúng ta đã giải quyết được cái yêu cầu của đề bài là cắt cái mặt này nó nghiêng một góc 7 độ nhưng vẫn đảm bảo hai mặt nghiêng này. Các bạn vẫn thấy rằng ý tưởng thì chỉ có một, nhưng mà khi áp dụng vào các phần mềm thì chúng ta phải biết linh hoạt để chúng ta so sánh các công cụ tương ứng giữa các phần mềm để từ đó mà chúng ta biết cách sử dụng các công cụ đó. Như vậy là sử dụng CATIA, SolidWorks hay phần mềm Scale với cùng một ý tưởng thì chúng ta đã cho một kết quả hoàn toàn giống nhau giữa ba phần mềm chỉ với một ý tưởng, nhưng sử dụng ba phần mềm với các công cụ khác nhau về mặt tên nhưng về mặt nguyên lý thì nó có một số điểm giống nhau và kết quả cuối cùng chúng ta đã cắt một cái khối clip này nghiêng một bề mặt nghiêng 7 độ và hai mặt bên này không bị nghiêng ở trạng thái thẳng đứng, và kết quả hoàn toàn giống như là chúng ta đã sử dụng phần mềm CATIA hoặc SolidWorks. Và bây giờ tôi sẽ lần lượt mở lại phần mềm CATIA và SolidWorks để chúng ta có thể so sánh các kết quả thì gần như là không khác nhau, hoàn toàn giống nhau 100%. Các bạn hãy chú ý. Đây là kết quả sử dụng phần mềm Scale để cắt. Và bây giờ tôi sẽ mở phần mềm CATIA và SolidWorks. Chúng ta sẽ khởi động chương trình CATIA. Các bạn thấy rằng đối với kết quả của CATIA thì ta cũng tạo được một kết quả như thế này. Và đối với Scale thì ta cũng tạo được kết quả tương tự như vậy. Và bây giờ tôi lại khởi động phần mềm SolidWorks.
Như vậy đối với phần mềm SolidWorks chúng ta cũng tạo được một kết quả như thế này. Các bạn hãy xem kỹ nha, đây là kết quả thao tác từ phần mềm SolidWorks. Và đây là kết quả sử dụng từ CATIA. Và đây là kết quả sử dụng từ phần mềm Scale. Như vậy với một ý tưởng mà sử dụng ba phần mềm thì có một kết quả hoàn toàn giống nhau. Từ đó chúng ta rút ra điều gì? Từ đó chúng ta rút ra là đối với cái công việc CAD là ý tưởng là quan trọng và phần mềm chỉ là công cụ và người thiết kế phải biết làm sao để áp dụng cái ý tưởng của mình vào các công cụ của các phần mềm khác nhau. Và sau khi nếu các bạn nào đã xem ba cái video của phần mềm CATIA, SolidWorks và Scale thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là phần mềm CATIA là cái phần mềm nó có cung cấp cho ta các công cụ và các những tính năng là để cho giúp cho người thiết kế CAD dễ dàng thao tác, dễ dàng sử dụng và linh hoạt nhất. Đối với SolidWorks thì cũng tương đối linh hoạt nhưng so với CATIA thì thua một chút. Và phần mềm Scale thì lại so với SolidWorks thì nó lại kém hơn SolidWorks một tí. Như vậy rõ ràng ba từ đó chúng ta đánh giá rằng cái khả năng kết của CATIA là số 1. CATIA, SolidWorks và Scale. Và lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn video tiếp theo là sử dụng phần mềm NX cũng với cái sản phẩm này. Và chúng ta sẽ sử dụng những công cụ gì trong NX để chúng ta cắt được cái hình dạng giống như thế này. Và tôi tạm thời mở cái sản phẩm bên NX cho các bạn xem. Thì chúng ta cũng vẫn sử dụng ý tưởng tương tự như thế nhưng chúng ta áp dụng vào phần mềm NX. Thì ở đây tôi đã tạo xong một cái bề mặt tương tự như các bề mặt của bên CATIA, SolidWorks và Scale. Thì chúng ta chỉ sử dụng cái công cụ cái mặt này để cắt cái khối solid này ra thì kết quả nó cũng vẫn giống như là chúng ta sử dụng ba phần mềm trước đó. Và lần sau tôi sẽ giới thiệu cái video chi tiết cụ thể. Trong cái video này tôi chỉ giới thiệu sơ về cái đoạn sử dụng NX này thôi. Đây là NX. Đây là Scale. Đây là SolidWorks. Và đây là CATIA. Và nói vui một tí thì so sánh về mặt đồ họa thì là CATIA cũng vẫn là số 1. Đồ họa của CATIA các bạn thấy rằng nó sáng sủa và nó sắc nét hơn rất nhiều so với lại SolidWorks, NX hoặc là Scale. Các bạn hãy xem nhé. Đồ họa của CATIA rất là sáng sủa, trong khi đồ họa của SolidWorks thì nó độ sắc nét thì nó không bằng. Và kế đó là đồ họa của Scale thì cũng không bằng so với CATIA. Và tương tự đồ họa của NX thì cũng khá hơn một chút. Nhưng so với CATIA thì cũng vẫn không bằng. Ở đây là tôi chỉ so sánh vui thôi nha các bạn. Chứ tuyệt đối chúng ta không nên so sánh giữa các phần mềm với nhau. Mỗi phần mềm thật ra nó có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Ở đây tôi chỉ nói vui về đôi giao diện thôi. Thì về mặt khách quan thì chúng ta thấy rằng giao diện của CATIA là đẹp nhất. SolidWorks NX
Katia. Và cuối cùng là scale. Cái đoạn video giới thiệu kỹ thuật cắt surface bằng phần mềm Scale đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.